Thưa vị, gia tăng dân số ở các đô thị lớn như Hà Nội đồng nghĩa với gia tăng áp lực về hạ tầng đô thị và ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sống của người dân. Điều này đặt ra yêu cầu bức thiết cho các chính quyền khi cần phải có quy hoạch dài hạn để giãn dân đô thị. Thế nhưng thực tế như thế nào và làm sao để thực hiện giãn dân hợp lý và thành công? Mời quý vị cùng tìm hiểu vấn đề này qua phóng sự ngắn ngay sau đây. Phố Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, nhiều người dân phải sinh hoạt trong không gian chật chội như thế này. Và những cửa hàng có mặt tiền chỉ khoảng 1 mét cũng không bỏ sót chỗ nào để kinh doanh. Nơi đây nằm trong khu vực thực hiện đề án giãn dân phố cổ Hà Nội, được thành phố phê duyệt từ năm 2011. Thế nhưng không ai muốn chuyển đi. Bây giờ cô cũng nhiều tuổi rồi, sống đây nó cũng quen rồi nên là cô cũng không muốn di chuyển đi nữa. Là tôi ở đây quen rồi, sinh hoạt quen rồi mà ở đây nó tiện cho công việc của tôi hơn. Còn đây là khu đất xây dựng khu nhà ở tái định cư thuộc đề án giãn dân phố cổ tại phường Việt Hưng, quận Long Biên. Có một tùm, và đây vẫn là một khu đất trống. Quỹ đất đã có, nhưng dự án đến nay vẫn chưa được khởi công. Hiện thành phố đang yêu cầu thiết kế lại khu vực tầng hầm của dự án. Đến giờ phút này thì cái quỹ đất mới có. Thế còn cái quá trình thực hiện dự án thì cái đấy là theo chỉ đạo của thành phố. Một trong những mục tiêu của đề án giãn dân phố cổ là do mật độ dân số quá lớn cần nhà áp lực cho môi trường sống, hạ tầng kỹ thuật của đô thị Hà Nội. Thế nhưng, trong khi đó, một số quận nội đô, các chung cư mới mọc lên như nấm. Chỉ riêng trên đường Nguyễn Tuân, quận Thanh Xuân đã có 2 tòa chung cư đang hoạt động và 2 dự án chung cư đang xây dựng. Theo số liệu thống kê thì hiện trên địa bàn quận Thanh Xuân có 71 chung cư thương mại, mỗi tòa nhà có từ 150 đến 300 căn hộ. Hiện tại thì có 27 tòa nhà đang trong quá trình đầu tư xây dựng. Về các nhà chung cư thương mại đấy thì về quy hoạch là thành phố quy hoạch, về cấp phép xây dựng thì do sở xây dựng cấp phép xây dựng. Cũng theo thống kê, vài năm trở lại đây dân số mới ở Hà Nội đã tăng thêm 1,3 triệu người. Quy hoạch tổng thể Hà Nội đến năm 2020 phải giãn 1/3 dân số nội đô. Thế nhưng dường như điều này vẫn chưa đạt được hiệu quả như mong muốn. Các quy hoạch phân khu đều đặt ra vấn đề giảm dân số. Nhưng có thể nói là đây là cái khó khăn rất lớn, bởi vì nó phải nằm trong cái quy chế chung của quốc gia. Trong khi người dân đổ về thủ đô ngày một đông, áp lực về hạ tầng cơ sở, ách tắc giao thông và chất lượng sống của người dân ngày một gia tăng, thì việc có những quy hoạch tổng thể dài hạn cũng như tạo cơ chế đặc thù để giảm dân số hợp lý là việc làm cần thiết để đạt được mục tiêu giãn dân Hà Nội.